Ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Men's Space. Thì trong tất cả những cái video mà mình từng làm cho nam giới á, thì một điều mà mình luôn luôn nói các bạn nam cần phải có đó chính là sự tự tin. Nhưng mà nếu như bạn ở đây á, là một người vẫn chưa có sự tự tin thì chắc hẳn là bạn vẫn nghe những câu nói ví dụ như là mày tự tin lên đi, hoặc là ráng lên đâu có gì khó đâu. Nhưng mà chắc chắn á, một người đang tự ti mà nghe những câu nói như vậy chắc chắn là sẽ không thể nào trở nên tự tin hơn được. Vì đó là cái việc rất là vô nghĩa. Vì vậy hôm nay á, ở channel Men's Space mình sẽ làm một cái video nói về những cái cách á mà khiến cho bạn có thể trở nên tự tin ngay lập tức sau khi xem xong cái video này của channel Men's Space nha. Ok, mình mời tất cả mọi người theo mình đi toàn bộ video này của ngày hôm nay nha. Ok, let's go. Ok, cách đầu tiên đó chính là bạn cần phải điều chỉnh lại cái tư thế của mình. Thì một cái nghiên cứu chỉ ra rằng á, là cái tư thế của một người nam giới cũng sẽ quyết định được cái sự tự tin trong đầu của anh ta. Vì vậy nếu bạn ở đây á, đang là một người tự ti thì chắc hẳn là bạn khi ra đường sẽ đi với những cái tư thế như là gì? Đó chính là cái lưng lúc nào cũng gù xuống, mặt thì sẽ cắm gầm xuống đất và không dám nhìn mọi người. Thì nếu như bạn vẫn tiếp tục giữ những cái tư thế như vậy thì cái sự tự tin sẽ không bao giờ đến cả. Thay vào đó, để giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn thì các bạn cần có một cái tư thế là gì? Lúc nào lưng cũng phải luôn thẳng, ngực hướng về phía trước và mặt hướng về phía trước và nhìn mọi người. Thì khi chỉ cần bạn thay đổi một chút thôi ở cái tư thế đi và đứng của mình thì bỗng nhiên bạn cũng sẽ trở nên tự tin một cách tự nhiên đó nha. Cách thứ hai đó chính là hãy chú tâm một chút về những cái trang phục thời trang của mình. Thì có bao giờ mà bạn mua một món đồ mới như là một cái chiếc áo mới, một chiếc quần mới á, thì khi mà bạn mặc vào người á thì bỗng nhiên bạn cảm thấy là hôm đó bạn đẹp trai hơn rất nhiều đúng không? Thì đúng rồi, có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng á là miễn sao bạn mặc một cái bộ đồ mà bạn cảm thấy là bạn thích nó, bạn tự tin vào nó thì bỗng nhiên cái suy nghĩ trong đầu của bạn cũng sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn. Đó là lý do mà những cái video mà mình từng làm á có những chủ đề đó chính là về thời trang cho nam giới, là vì mình luôn luôn muốn hễ các bạn cứ ra đường là luôn mặc đẹp nhất có thể, vì ăn mặc cũng ảnh hưởng đến sự tự tin của mình. Vì vậy cách thứ hai đó chính là hãy luôn mặc đẹp nhất có thể khi mình ra đường nha. Cách thứ ba đó chính là hãy sử dụng một cái loại nước hoa mà bản thân bạn á thấy thích. Thì nhiều bạn á có một cái xu hướng là xài nước hoa không phải là vì mình thích cái chai nước hoa đó, mà là vì nhiều người sử dụng cái nước hoa đó nên mình xài. Nhưng thực ra có khi là bạn cũng chẳng thích luôn. Nhưng mà một cái nghiên cứu lại chỉ ra rằng á, là một người nam giới khi sử dụng một loại nước hoa mà anh ta thấy thích thì bỗng nhiên sau khi sử dụng xong anh ta cũng sẽ trở nên tự tin hơn. Cách thứ tư đó chính là bạn cần phải hiểu một chuyện á, là không có ai quan tâm nhiều về bạn như bạn nghĩ đâu. Có phải là khi bạn bước vào lớp học đi, một cái lớp học mới, hoặc là bước vào một cái môi trường nào đó mà xa lạ, bạn luôn luôn có một cái suy nghĩ á, là người khác sẽ luôn sẵn sàng nhìn về phía bạn. Thì thực ra là không phải, là vì tâm lý con người khi mà bước vào một căn phòng lớn sẽ luôn luôn nghĩ rằng người khác nhìn mình. Nhưng mà thực ra bạn ở đây, mình và mọi người đều có những cái bất an riêng. Cho nên là thay vì bạn nghĩ á, là họ chỉ tập trung vào bạn, không có đâu. Họ cũng có những bất an riêng và họ cũng phải tập trung vào đó để không thể hiện những bất an đó bên ngoài. Vì vậy khi mà bạn hiểu được chuyện này á, thì bạn sẽ trở nên thoải mái hơn thôi. Mà sự thoải mái sẽ gắn liền với sự tự tin. Cách thứ năm đó chính là bạn cần phải ở bên cạnh những người mà họ ủng hộ bạn. Nếu như bạn ở đây là một người chưa có sự tự tin, nhưng khi mà bạn chơi với những người bạn đi, hoặc là cái môi trường của bạn á chỉ chứa đầy những người mà khi bạn gặp họ, họ luôn dìm bạn, họ luôn làm cho bạn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, thì chắc chắn rằng bạn sẽ luôn luôn tự ti thôi. Vì vậy, để giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn, các bạn cần phải bên cạnh những người mà họ sẽ luôn giúp đỡ các bạn, luôn luôn muốn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Vì khi mà bạn ở bên cạnh những người luôn có ý tốt với bạn á, thì bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy tốt hơn và trở nên tốt hơn. Từ đó sự tự tin cũng sẽ tới một cách bất ngờ với bạn thôi. Cách thứ sáu đó chính là bạn cần biết ơn một chút về cuộc sống này. Đó chính là việc các bạn đang xem cái clip này của mình á, là chắc hẳn các bạn phải có một chiếc smartphone hoặc một chiếc tivi. Thì thật ra là các bạn rất là may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Vì vậy á, để có thể trở nên tự tin hơn, các bạn cũng cần phải hiểu ra một chuyện á, đó chính là các bạn cũng rất là may mắn trong cuộc sống này rồi. Thì khi mà các bạn hiểu được cái sự may mắn
và biết ơn về nó, thì đồng thời các bạn cũng sẽ dễ chịu hơn với cuộc sống này thôi. Cách thứ bảy đó là bạn hãy ngừng lại cái việc quá khắt khe với bản thân. Nhiều bạn á, cái lý do mà cái sự tự ti của mình đó chính là nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ tốt. Thì mình cũng đã nói rồi là mình không khuyên các bạn là hãy ngừng phát triển bản thân, nhưng mà đồng thời các bạn cũng cần phải dễ dàng với bản thân một chút xíu thôi. Vì nếu như bạn lúc nào cũng khắt khe với bản thân, lúc nào cũng tự trách những cái lỗi lầm của mình á, thì làm sao bạn có thời gian để tập trung phát triển những cái thứ khác để từ đó giúp bạn trở nên tốt hơn, đúng không? Vì vậy, cách thứ bảy đó chính là bạn hãy dễ dàng với bản thân một chút xíu đi. Điều đó sẽ giúp cho bạn trở nên tự tin hơn rất là nhiều đó. Cách thứ 8 đó chính là hãy cười. Một cái nghiên cứu chỉ ra rằng á, là mỗi khi mà bạn buồn á, chỉ cần bạn cố gắng cười thôi thì bỗng nhiên á, là bạn sẽ cảm thấy vui hơn. Thì nếu như bạn ra ngoài đường á, mà bạn cảm thấy là bản thân mình hơi một chút gì đó sợ sệt thì hãy nở một nụ cười. Vì khi mà bạn nở một nụ cười và người khác nhìn bạn á, thấy bạn lúc nào cũng trong trạng thái vui tươi và tích cực, thì tất nhiên là những cái người ở ngoài xã hội cũng sẽ đối xử với bạn một cách là gì? Là tích cực thôi. Thì khi mà bạn nhận được sự tích cực của người khác thì bỗng nhiên là bạn sẽ cảm thấy là bản thân của bạn tốt hơn, đúng không? Vì vậy rất là dễ thôi, hãy cười nhiều lên, vì khi bạn cười á thì sự tự tin nó cũng sẽ tới với bạn thôi. Cách thứ 9 là các bạn cần phải hiểu rằng á, là chúng ta vẫn là con người, mà con người thì không có ai hoàn hảo cả. Thì nhiều bạn có ví dụ đi, là mình nói là không có được cao cho lắm hoặc là không có được đẹp trai như những cái ngôi sao thần tượng trên tivi. Nhưng mà nếu như những thứ đó là những thứ mà khiến cho bạn phải luôn suy nghĩ về nó thì có đó là một vấn đề. Là vì sao? Là vì những thứ đó như là về chiều cao và về khuôn mặt, đó là những thứ mà bạn sinh ra có nó, bạn không thể nào thay đổi được trừ khi bạn đi kéo chân hoặc đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Nhưng mà nếu như bạn cứ luôn luôn tập trung vào những thứ mà bạn không thể thay đổi được thì thời gian đâu bạn tập trung vào những thứ mà bạn có thể phát triển được. Ví dụ như bạn không được cao thì bạn hãy tập về chiều ngang, hãy đi tập gym. Nếu như bạn không đẹp trai như ngôi sao thần tượng thì hãy tập trung vào cách ăn mặc của mình, phối đồ và trang bị cho mình những cái kiến thức mềm như là biết đánh đàn, biết chơi thể thao. Thì thay vì bạn cứ luôn luôn tập trung vào những thứ bạn không thay đổi được thì điều đó sẽ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy tự ti. Mà thay vào đó, nếu như bạn tập trung vào những thứ mà bản thân mình có khả năng làm cho nó phát triển tốt hơn thì chắc hẳn là bạn sẽ trở nên tự tin hơn thôi. Cách thứ 10 đó chính là hãy làm những cái điều tốt nhỏ nhặt. Thì mình không nói các bạn ở đây á, là phải làm những cái điều lớn lao đâu, tại vì thực sự là có nhiều thứ lớn quá mình vẫn làm chưa được. Nhưng mà khi bạn ra đường á, bạn có thể làm những thứ nhỏ nhặt như là gì? Đó chính là khi thấy người ta chạy xe quên đá chống chân lên, bạn có thể nhắc họ. Hoặc đơn thuần là thấy một cái người làm rơi cái ví của mình thì bạn có thể lụm và trả họ. Mà một cái nghiên cứu chỉ ra rằng á, là mỗi khi một cái người nào đó làm một cái việc tốt thì bỗng nhiên họ sẽ cảm thấy bản thân của mình tốt đẹp hơn và trở nên tự tin hơn. Ok, và đó là 10 cách mà có thể giúp bạn trở nên tự tin hơn ngay lập tức. Thì mình mong rằng sau khi xem hết clip này của mình á, thì các bạn ở đây có lẽ là có một chút gì đó là giúp các bạn trở nên tự tin và phát triển bản thân mình tốt hơn. Thì nếu những gì mà mình nói clip này giúp cho các bạn được á, thì thật sự là bản thân mình rất rất là vui. Ngoài ra nếu các bạn thấy cái video này hay á và giúp ích được cho mình á, thì đừng quên ủng hộ lại channel Men's Bay bằng cách để lại nút like cái video này. Và nếu như bạn ở đây là người xem và vẫn chưa bấm nút subscribe hay là nút đăng ký kênh á, thì còn đợi gì nữa mà không bấm ngay bây giờ ở dưới cái này và bấm cái chuông ở kế bên nữa. Cái chuông rất là quan trọng nha. Tin mình đi, channel Men's Bay là một channel rất là hữu ích cho đàn ông Việt Nam đó nha. Ok, mình rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của channel Men's Bay nha. Còn bây giờ thì chào các bạn nhiều.